Sau khi thua kiện Johnny Depp, Amber Heard tỏ ra không hề hài lòng với kết quả này. Cô vẫn đang cùng đội ngũ pháp lý lên kế hoạch kháng cáo để giành lại phần thắng trước chồng cũ. Chưa đầy một tuần sau khi chiến thắng vụ kiện hủy bán với vợ cũ Amber Heard, Johnny Depp đã lập tài khoản TikTok và gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ. Đáng chú ý, trong lời cảm ơn này, một câu nói có vẻ như đã khiến Amber Heard không hài lòng và đây cũng là lý do nữ diễn viên ngay lập tức phản hồi lại nam tài tử. Cụ thể trong tin nhắn gửi tới người hâm mộ, Johnny Depp viết: "Và giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên phía trước. Các bạn vẫn như mọi khi, luôn là chủ nhân của tôi và một lần nữa, tôi không còn cách nào hơn là gửi lời cảm ơn các bạn." Sau khi đoạn tin nhắn được đăng tải, phát ngôn viên của Amber Heard đã ngay lập tức đáp lời. Trong khi Johnny Depp nói rằng anh ta tiến lên phía trước, thì quyền của phụ nữ lại bị lùi một bước. Thông điệp của bản án đối với các nạn nhân của bạo lực gia đình chính là hãy sợ hãi khi đứng lên và lên tiếng. Phát ngôn viên của Amber Heard tuyên bố. Trước đó, sau khi phán quyết được đưa ra, nữ diễn viên đã bày tỏ sự thất vọng của mình. "Sự thất vọng mà tôi cảm thấy hôm nay không thể nói thành lời. Tôi đau lòng vì cả núi bằng chứng vẫn không đủ sức để chống lại sức mạnh, sự ảnh hưởng của chồng cũ", Amber nói trong một tuyên bố. "Tôi thậm chí còn thất vọng hơn với những gì mà phán quyết này đang mang lại đối với những người phụ nữ khác. Đây là một bước thụt lùi." Amber Heard khẳng định, việc Johnny Depp thắng kiện đã chứng tỏ quyền phụ nữ một lần nữa bị xem thường. Trong thời gian hiện tại, Amber Heard mong muốn dành thời gian nhiều hơn cho con gái sau 6 tuần xa cách. Theo nguồn tin của People, vụ kiện kéo dài 6 tuần đã khiến cô mất đi khoảng thời gian làm mẹ quý báu. Chính vì vậy, Amber hiện mong có thể nghỉ hè bên con gái và gia đình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cuộc chiến giữa cô và chồng cũ đã kết thúc. Ở một diễn biến khác, luật sư của Amber Heard khẳng định rằng nữ diễn viên chắc chắn sẽ kháng cáo. Theo đó, bà khẳng định vẫn còn rất nhiều bằng chứng không được đưa ra. "Chúng tôi thậm chí đã cố gắng mời thẩm phán từ Anh tới để hủy bỏ vụ kiện này, bởi vì Johnny Depp đã từng có cơ hội kiện trước đây rồi." Các chuyên gia pháp lý cho rằng Amber Heard nếu muốn kháng cáo thì phải chứng minh được có sai sót trong lúc xét xử. Vì kháng cáo không phải là phiên tòa mới, mà là để xem xét phiên tòa trước đó có công bằng hay không và có bất kỳ sai lầm nào làm thay đổi kết quả hay không. Jeff Lewis, một luật sư chuyên về các phiên phúc thẩm, nói với NBC, các vụ kháng cáo thường ít có khả năng thành công. Số liệu chỉ ra rằng khoảng 70-90% phiên phúc thẩm kết thúc mà bản án trước đó không thay đổi. David Green, một luật sư chuyên về luật dân sự ở Los Angeles, ước tính đơn kháng kiện của Amber Heard có thể mất ít nhất 2 năm để xử lý. Nữ diễn viên sẽ phải chi thêm hàng trăm nghìn đô cho các luật sư. Ngôi sao Aquaman trước đó đã tốn hàng triệu đô cho vụ kiện kéo dài 3 năm với Depp. Rebecca Sullivan, luật sư ở Washington DC cho biết, bất kỳ ai kháng cáo đều phải trải qua một cuộc chiến gay go. Các tòa án phúc thẩm có xu hướng miễn cưỡng đánh giá lại phán quyết bồi thẩm đoàn đã đưa ra, ngay cả khi những kết luận đó có vẻ mâu thuẫn. Sau 2 tháng đối tụng, bồi thẩm đoàn nhận thấy câu chuyện của Depp đáng tin hơn. Trong khi đó, phía Heard không mời được nhân chứng quan trọng để chứng minh các luận điểm của mình. Tuy nhiên, đa phần chuyên gia luật cho rằng Amber Heard nên kháng cáo và có cơ sở để đưa ra các lập luận. Nhiều luật sư cho rằng Amber Heard sẽ có lợi thế hơn trong vòng phúc thẩm so với phiên tòa trước. Theo luật sư Jeff Lewis, phiên xử này sẽ hoàn toàn khác các buổi đối tụng trước đó giữa cặp sao, không được phát trực tiếp trên truyền hình hay mạng xã hội. Tất cả báo cáo và vật chứng được gửi đến một tòa án khác với 3 thẩm phán phúc thẩm. Họ sẽ xác định phiên tòa có công bằng hay không. Nếu có sai sót xảy ra, họ sẽ xem xét liệu điều đó có làm thay đổi kết quả hay không. Lewis nói thêm, nữ diễn viên nhiều khả năng sẽ tranh luận về một số lỗi pháp lý đã được tạo ra trong quá trình xét xử và cố gắng lật ngược phán quyết trên cơ sở bồi thẩm đoàn có thể bị ảnh hưởng bởi những điều họ đọc và nghe thấy bên ngoài phòng xử án. Heard sẽ tránh được làn sóng ủng hộ Depp mạnh mẽ trên mạng như 2 tháng qua. Phía Amber Heard cũng có thể phủ nhận các bằng chứng Johnny Depp đưa ra trong các phiên đối tụng. Elaine Vredehoff, luật sư của nữ diễn viên cho biết, nhiều hình ảnh đoạn ghi âm Heard từng dùng tại phiên tòa ở Anh năm 2020 bị cấm bởi thẩm phán Mỹ. Vredehoff cũng cho rằng một số bằng chứng của phía Johnny Depp là giả. Nữ diễn viên có 30 ngày để nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, phía Heard cần nộp thế chấp cho mức án 10,35 triệu đô của cô. Những năm gần đây, sự nghiệp nữ diễn viên trục trặc khi đối mặt phiên tòa với Johnny Depp. Các chuyên gia tài chính nghi ngờ khả năng đóng phạt hoặc nộp thế chấp của cô.